ăn cái đã đâu. Em quay kền kền à. Kền kền ăn gà. Tùng ơi. Qua đi. Ỉ mình. Tùng đóng tiền cho mình bình thường á. Anh ơi, đó trả tiền mà anh. Bây giờ là 23 giây, liệu trong bao nhiêu phút thì kiền kiền sẽ ăn hết đống đúng ra này. À, ngon lắm mọi người nhá. Phút mọi người ăn xin lặng nhé. Cho mọi anh em dính mic cho để ASMR. Bạn nó bay à? Em up lên kền kền này. Này nó mặn nó ngọt. Mọi người sẽ em sẽ up vào ban đêm. Mọi người đưa em. Mọi người sẽ nhìn thấy mọi người. Cảm con. Hôm qua đặt về để quay, còn hôm nay đặt về thưởng thức. Cái là mọi người ngon té rồi. Ừ. Trong cái thời buổi dịch bệnh này thì nên bảo vệ. Tôi bảo là không nhìn cái bỏ mồm. Chắc phải lây ít bệnh hơn là cái. Ta đang có bao thịt cả ngày nữa. Ừ, qua các bạn ạ. Cái này của John Doe đấy à? Đúng không? Chicken by Doe à? Đây là mực chuối. Mà là cái quái lừa. Mà nó khóc rồi. Khóc rồi. Nó biết không hiểu nó vào thôi. Rồi qua một cái. Cả một cái lên bữa xương. Cứ để góc này anh. Em thẳng ở trong đấy á. Cứ để góc này anh. Rồi nó từng là một mặt. Em nhém cất xương vào đây. Cái đầu thiếu một cái đầu thôi. Cổ cánh sang cổ cánh. Còn thiếu cổ cánh nữa. Chân. Có cánh mà. Cố gắng nào. Có cánh mà. Sẽ đang ăn được nóng. Anh sơ cho em một cái bên đấy. Như sao cái số khác cho hai cái số khác không được. Điều bán đất nó bổ mà. Như sao mà. Anh mà này không có nước khô nhỉ. Rồi mà. Mới thể phục vô ca. Người ăn phục vô ca. Thế giống mua em. Vô ca là không bị ấy. Nó sẽ bị kiểu như là nó đầy bụng. Chế cái tự hấp tự kỷ của mình. Đây là hấp thụ đường là phân tích. Nhưng mà ca vào thì ông ăn mỡ ấy ông người. Em làm việc tiêu nhanh nhiều hơn. Anh nhiều hơn nhưng mình không hấp thụ được. Còn chó hấp thụ ăn hấp thụ béo rồi á. Không hấp thụ cảm tốt. Ăn trường mồm nhưng mà ước là gì. Ăn nhiều hấp thụ ít. Anh nghĩ là anh mà ăn mà anh không hấp thụ thì mấy cái này là thừa ra ngoài. Không biết anh khả là như kiểu mình ăn đá vào như nào ra như vậy. Nhưng mà thô thôi không béo. Không khó thụ không không béo mà là khó thụ những người ngon quá thì chưa thử mỡ vẫn thừa lại như mọc nước mỡ mỡ tích trữ mà đây là một con gà mình rất là thích nhất từ lúc mà mình biết ăn gà đến giờ. gửi đến mình trong 12 giờ đêm nay mình sẽ xem lại. Cái này là nhà nào? Cái là nhà nào?
như là mẹ. Cô bé cho được quay đón dài là toàn cắt nhỏ nhỏ ra. Nó vừa mỏng. Bây giờ ở ở quán nó có cái dầu chiên để nó ngập được con gà. Không dùng cái nồi nhỏ ấy xong rồi đổ lên là nó tự ngập. Em thích ăn gà kho hơn. Gà kho á. Gà kho á. Không cảm ơn. Ủa? Lâu thăng. Kho ăn cơm á. Không cắt đầu. Bây giờ phút thứ 6 hơn chắc các bạn không xem đến đây đâu. Phải nốt em phải nốt bạn nhá. Là đừng tua để phút được 6. Em tầm em phải tăng trưởng chứ không nên được. Dạ. Cái đường đường chạy cái phút 6 ấy. Đặt đặt tiêu đề luôn, đừng xem phút thứ 6. Đã 7 phút và được một nửa chỗ gà. Được gà đấy. Rồi, được gà rồi. Đây là 2 con à? Đây là 1 con chứ được không? 3 con thôi. Con nhiều đấy. Con mới cấy mấy đùi. Anh mới ăn mấy đùi. Em ăn cái này là đầu cánh đâu cả đây nha. Em ăn hai cánh. À, đau lưng quá. Ừ à. Ủa xong mà đâm hết cả rồi. Dù mà đi anh ơi. Nóng mượt này. Nhưng mà toàn cái bột rán. Hả? Gà không bột rán thì dùng gì em? Người em phải ăn bằng tay. Nhưng mà nó nhiều bột rán hơn. Không. Ăn thịt. Ê, thế thì mình đưa dầu. Đấy, quả ăn ít món. Nhiều. Bữa thì sáng nhiều đâu. Gốc mà. Đây là nhiều được cần gì? 400 nghìn. À, xí rồi. 60. Đúng rồi. 70 người. Thế thì cao rồi. Bạn thấy bắt rồi. Bữa sáng thấy 70 thì được khoảng. Cái khuya phở nhỉ? Hai miếng ạ. Anh miếng giá nhà các thầy chẳng ngon. Bíp 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 bíp. Gà thơm ngon. Em thích ăn gà thơm nhưng em biết sốt ở Lotte. Em biết đưa gà truyền thống cũng được. Em thích sốt chấm của McDonald's. Nhưng rồi cái mà phải sốt chấm của nó ngon. Nó lại McDonald's nữa. Có nhiều sốt lại lại nhớ. No fucking shit. Eli. Bây giờ mình phải làm chủ gì, mình hôn Sơn một cái là Sơn cứ nghĩ đến cả mình, chỉ nghĩ đến mình. Là ở đâu cơ? Còn một miếng không ạ? Ngày ở đâu cơ? Hả? 19 gì? Năm 19. 19 thế thôi. Ở đâu cơ? Chỉ quá là cả 19. Nó gọi địa chỉ đâu? Còn lại thôi chứ không? 15, những phút lại. Mình mai đấu nhập quen nhỉ? Còn đây không? À, chết rồi. Lại ngon. Dịch này thì lại bán được. Là miếng liếm chỉ. Thôi, thôi em đi. Sợ sợ rồi. Thôi anh ăn đi mà. Còn một miếng không ai ăn. Sợ sợ rồi, phát sợ sợ rồi. Thôi ăn đi, em đau rồi. Đúng ăn đi. Không ăn rồi. Nó tăng quá. Ủa, em mong là một người không có liếm chỉ lắm ạ. Đây không phải một miếng đâu, bữa ai lại bị xé ra rồi. Nó vẫn là miếng cùng. Phải là người chọn không? Không. Mọi người nhớ là mình đang ăn ở bàn MTV. Cái bụng bị tạt ra. Để em đã ăn một miếng thịt mỡ. Hôm đấy
là anh đã ra, em bảo anh dọn hết rồi. Hà ơi, chỉ còn một cái bát tí thôi, em để biết nào ấy rồi. Đâu, em lại bước bấm hả? Nó cái túi ni lông to mà. Anh dọn sạch mình rồi, còn một bát nước chấm thôi. Không, lúc em ra, em thấy anh đang ăn thì vẫn là còn cùng. Thế là thử ấy, không ai ăn cả. Không cãi nhau, bây giờ cãi nhau, tớ cứ giải cái vấn đề gì. Ăn cả kiến, ăn sạch, dọn sạch rồi. Một trang cũng chứ, lấy một trang vào anh. Nhưng vẫn thử cái vấn đề hả? Còn bóng tấm anh ra khỏi Hà, bỏ Hà. Đó, hết rồi. Có phải dùng nước lấy cái khẩu trang lau mồm. Còn lại bốn chú kền kền. Dạ luôn cho anh an toàn. Đừng nhớ anh muốn chờ. Này, cho sao kẹt cho thảo kẹt mày. Ai ăn ra dọn đi. Cả thao lên là dọn. Chẳng mát hải chiều vậy, thấy như có mùi hải chiều. Mát đông bán, vào cái kia bay mùi rồi. Mai chủ nhật á, mày nghĩ hải chiều không đến chủ nhật không? Không phải, như hải chiều không làm được. Không làm được. Đến trên đây, cho tử ngoài kia. Mở không? Có đâu? Hết rồi. Vé đi. Bụng đá. Ôi. Mình nghèo chứ không nên nghèo thế. Còn nghèo thì không hề đúng không? Và Kiên Kiên đã giải quyết trong vòng 11 phút 30 giây. Có nhiên. Bye bye nào. Tiệm gà số 19, nếu thấy video này hay thì có thể tài trợ cho Kiên Kiên TV. Không phải mua vé. Chào các bạn nào, chào các bạn buổi ban đêm nào. Chúc mọi người ăn nhà chúng tôi. Chúc ngủ ngon và chúc bụng cồn cào. Bye bye. Hứng thú với video lần này. Hoặc không. Bọn mình sẽ